Tổng thống Đức gửi lời cảm ơn cộng đồng Do Thái ở Berlin chăm sóc cho các trẻ em mồ côi đến từ Ukraine. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã đến thăm một nhóm nhạc trẻ em và thanh niên thuộc cộng đồng Do Thái tại Odessa, những em đã chạy trốn khỏi Ukraine sau cuộc xâm lược của Nga. Hơn 105 trẻ em và thanh thiếu niên tới được Berlin vào thứ Sáu sau hành trình kéo dài 3 ngày, ban đầu được ở trong khách sạn. Đa số trẻ em từ 3 tới 18 tuổi, trẻ nhất là bé trai 6 ngày tuổi. Tổ chức giáo dục viện trợ Do Thái Chabad Berlin tổ chức chuyến đi và hiện nay đang chăm sóc cho nhóm trẻ em này. Một số là trẻ mồ côi, một số khác được cha mẹ hay người thân gửi trên đường bay qua một số quốc gia. Chủ tịch Chabad Berlin là ông Halua Tatau đã chào mừng ông Steinmeier và phu nhân Aoki Bodenbender, mô tả một số khó khăn trong hành trình dài của các trẻ em. Một số không có giấy tờ hộ chiếu và chỉ có thể vượt qua biên giới nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát liên bang Đức. Mọi chuyện thực sự rất xúc động. Đức đang giải cứu những đứa trẻ này và không giống như trước đây, các em có thể coi Đức là trụ cột của cuộc giải cứu. Steinmeier cho biết ông rất biết ơn và vui mừng vì các em bé và thiếu niên đã đến được Đức an toàn.